Kính chào quý vị. Hiện tại thì ekip của chúng tôi đang có mặt tại công trường dự án La Vita Garden, quận Thủ Đức. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi lắng nghe và cảm nhận không khí lao động khẩn trương tại các công trường của Hưng Thịnh Cóc. Xin chào anh, dù đã cận kề những ngày Tết Nguyên Đán rồi, nhưng mà tại khu vực công trường thì nhịp độ lao động dường như đang tất bật hơn bao giờ hết. Anh hãy chia sẻ một chút về không khí làm việc của mọi người tại đây ạ. Càng về cuối năm thì không khí làm việc tại công trình dự án La Vita Garden càng trở nên tất bật, nhộn nhịp và khẩn trương hơn bao giờ hết. Tất cả những cán bộ kỹ thuật cũng như công nhân viên tại đây luôn cố gắng hoàn thành những kế hoạch, những cái mục tiêu mà cấp lãnh đạo đã phân công. Với vai trò là một người chỉ huy trưởng, tôi cảm thấy rất vui và cảm động về tinh thần làm việc hăng say của anh em công nhân tại đây. Tại công trình La Vita Garden này thì tinh thần làm việc của các anh em rất là hăng say để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi phải sắp xếp công việc hàng ngày một cách hợp lý để đúng tiến độ mà các cấp quản lý đã giao. Theo cái chỉ đạo từ ban tổng đốc thì cái tiến độ hoàn thành dự án phải luôn trước cái tiến độ bàn giao nhà tối thiểu là 3 tháng. Từ đó chúng tôi lập ra một bản tiến độ chi tiết để bám sát thực hiện. Hiện nay dù là công việc cuối năm có nhiều bận rộn nhưng mà với sự hỗ trợ từ ban tổng đốc và phòng vật tư luôn cung ứng kịp thời và đầy đủ, chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thành những công việc theo tiến độ đã đề ra, tạo cho anh em công nhân một cái môi trường làm việc tốt nhất. Cùng với những yêu cầu khắt khe về tiến độ dự án thì yếu tố an toàn lao động, an toàn kỹ thuật trên công trường cũng đang được Hưng Thịnh triển khai thực hiện rất nghiêm ngặt. Yếu tố an toàn kỹ thuật, an toàn lao động đã được ban an toàn quản lý và thực hiện, tạo ra cái phương pháp làm việc đã đạt được 3 cái mục tiêu, đó là cái môi trường làm việc an toàn, tạo ra cái công việc an toàn và tạo ra cái ý thức an toàn trong công nhân. Yếu tố quan trọng nhất là an toàn đi trên hàng đầu. Vì khi làm việc an toàn sẽ đảm bảo được tiến độ công việc và mang lại nhiều lợi ích thiết thực nhất đến với công ty. Sau đó là bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ tất cả mọi người đang làm việc tại đây. Tết cổ truyền sắp đến, đội ngũ các cán bộ kỹ sư, trưởng ban quản lý, chỉ huy công trình cũng như bộ phận an toàn lao động vẫn luôn động viên quan tâm, sẻ chia và truyền lửa để các anh chị em công nhân giữ vững khí thế và nhiệt huyết làm việc hăng say. Chính tinh thần đó sẽ góp phần đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách nhanh chóng và chất lượng nhất. Công ty luôn có chế độ đãi ngộ xứng đáng để tạo một cái Tết ấm no cho anh em công nhân. Tết thì cũng gần tới nơi rồi nhưng mà anh em cũng vui vẻ cố gắng để làm cho nhiệm vụ của mình sẽ tốt và làm cho nó được có khối lượng được nhiều. Đó là những chế độ và những ưu đãi của ban lãnh đạo công ty dành cho anh em công nhân của chúng tôi và môi trường an toàn lao động. Đó là động lực để cho anh em tôi làm việc tốt nhất. Ban chỉ huy đã giúp đỡ sự hỗ trợ cho mình những hết sức mình, tăng ca rồi anh em đoàn kết nhau xe đẩy hoàn thành công việc tại ăn Tết. Tôi hy vọng rằng công ty Hưng Thịnh sẽ càng ngày sẽ có nhiều những dự án để phục vụ cho cư dân và tạo công ăn việc làm cho những công nhân đang làm việc tại công trường. Để đem đến cho quý khách hàng, quý đối tác một sản phẩm bất động sản hoàn thiện thì yếu tố thống nhất giữa nhiều bộ phận và đặc biệt là tiến độ thi công xây dựng tại các công trình là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi quyết tâm dốc sức làm việc để về đến đúng tiến độ và để công trình đạt chuẩn chất lượng. Quý vị thân mến, với tinh thần lao động hăng say và hết mình như vậy, Hưng Thịnh hy vọng sẽ tạo dựng thật nhiều hơn nữa chốn an cư lý tưởng cho quý khách hàng, góp phần xây dựng thương hiệu Hưng Thịnh ngày càng vững mạnh trên thị trường. Và cũng nhân dịp Tết đến xuân về, xin được kính chúc quý đối tác, quý khách hàng và tất cả quý vị đón một năm mới an khang thịnh vượng và phú quý cát tường.